Xin chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 3, chương trình sẽ có một số nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bế mạc. Tin thế giới, trong bối cảnh quyền của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới đang bị sụt giảm và hạn chế, Liên Hiệp Quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ bằng lời kêu gọi trao quyền cho phụ nữ. Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch nhấn mạnh, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị cần chủ động đổi mới, đề xuất những giải pháp hiệu quả về nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc, tăng cường quản lý biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng phân cấp, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trước đó, báo cáo tại hội nghị nêu rõ, những năm qua, nhận thức của các cấp ủy về nội dung phương thức lãnh đạo, ý nghĩa tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn biên chế từng bước được nâng lên. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn được triển khai thực hiện một cách thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội. Tính đến năm 2016, toàn tỉnh có 813 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 37 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 63 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.384 tổ chức hội, hầu hết các tổ chức hội hoạt động đúng điều lệ hội và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được về sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan đơn vị theo quy định của Trung ương vẫn còn nhiều điểm bất cập, chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, nhiều tổ chức hoạt động chưa bảo đảm đúng nguyên tắc tự nguyện tự quản, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở, phương tiện làm việc. Thưa quý vị, nhiều địa phương chưa thật sự quyết liệt về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nếu địa phương nào để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì người đứng đầu ban chỉ đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đó là chỉ đạo của Quy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác này năm 2016. Hội nghị diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại điểm cầu Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An Trần Văn Cần dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình cũng đã ghi nhận kết quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ ngành địa phương. Nhưng theo Phó Thủ tướng, kết quả này chưa tương xứng. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng tinh vi. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ ngành địa phương làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Phải đặt ra mục tiêu đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2016, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã phát hiện xử lý trên 223.000 vụ việc vi phạm, tăng trên 8% so với năm trước, thu nộp ngân sách nhà nước trên 21.500 tỷ đồng, tăng trên 59% so với cùng kỳ, khởi tố trên 1.500 vụ với trên 1.800 đối tượng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là ma túy, động thực vật hoang dã, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, quần áo, giày dép. Tại Long An, các lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 16.700 vụ, phát hiện xử lý gần 4.000 vụ vi phạm. Tình hình hoạt động buôn lậu qua biên giới được kiểm soát và có chiều hướng giảm. Thưa quý vị, hôm nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho các đồng chí cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trưởng văn phòng trực thuộc sở ban ngành đoàn thể tỉnh và tương đương. Các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ,
Nghị quyết số 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Và kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ đảng viên, công viên chức trong đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó nâng cao tính gương mẫu, đẩy lùi sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện chỉ thị 05 CTTW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ông Võ Minh Châu, ngụ tại ấp Bắc Trang 2, xã Tuyên Thành, thị xã Kiến Tường là một trong những tấm gương điển hình như thế. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tâm niệm như vậy nên từ khi địa phương triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như chỉ thị 05 CTTW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông Võ Minh Châu đã tích cực học tập và làm theo gương Bác. Bản thân và gia đình thì cũng có những cái giai đoạn khó khăn, cũng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Bản thân của tôi đó và gia đình đó thì cũng có cái ý nguyện cũng như cái tâm nguyện chung với gia đình là bị mình ít nhiều đã kinh, đã trải qua những cái giai đoạn cực khổ khó khăn đó rồi. Thế mà cũng có cái ý nguyện là chia sẻ với bà con. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, ông Châu luôn tiên phong trong việc thực hiện các phong trào yêu nước ở địa phương. Từ năm 2010 đến nay, ông đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu, đường giao thông, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các chương trình khuyến học khuyến tài, tặng quà cho trẻ em nghèo nhân các dịp lễ Tết. Là một trong những gia đình nghèo được ông Châu hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, chị Nguyễn Thị Đẹp, ngụ ấp Bắc Trang 1, xã Tuyên Thành, rất xúc động bởi tình cảm tấm lòng tương thân tương ái của gia đình ông Châu. Gia đình chú Ba Châu giúp đỡ gia đình tôi cũng rất mừng và vợ chồng cũng được căn nhà dựng bền vững vậy, cũng che mưng che mưa che gió vậy đó, rồi cũng đi làm cũng yên tâm, chồng đi xa đi làm yên tâm, con cái là ráng làm nặng cho thoát nghèo vươn lên, đặng đi con cái đi học tới nơi tới chốn. Thì trong thời gian qua thì gia đình của ông bà Võ Minh Châu đã có nhiều cái đóng góp chia sẻ ủng hộ giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, những cái người nghèo ở trên địa bàn của xã Tiên Thạnh nói chung và ở trên thị xã Kiến Tường nói riêng. Xuất thân nghèo khó nên hơn ai hết ông Võ Minh Châu thấu hiểu cảnh nghèo, xuất phát từ tấm lòng một miếng khi đói bằng một gói khi no, cũng như thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua ông luôn hết lòng vì cuộc sống của người nghèo được người dân địa phương thương yêu tin tưởng. Với những việc làm thiết thực hiệu quả, ông Võ Minh Châu đã nhiều lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2015, ông vinh dự được tham gia đoàn đại biểu của tỉnh Long An dự lễ báo công chân Bác tại tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của người. Xin được chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị, Chi cục Thủy lợi tỉnh Long An đã có chuyến kiểm tra tình hình thực hiện phương án phòng chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 trên địa bàn thành phố Tân An. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, vụ lúa đông xuân 2016-2017, thành phố xuống giống hơn 2.700 ha, đạt 109% so với kế hoạch, riêng diện tích rau màu khoảng 80 ha. Theo dự báo, mùa mưa năm nay đến sớm nên độ mặn trên sông Chàm Cỏ Tây xuất hiện chậm so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến trong tháng 3 năm 2017, mặn sẽ xuất hiện tại cống Bình Tâm với độ mặn là 1.001 gram trên 1 lít. Trên tại phường 5, xã Nhân Thành Trung và hướng Thọ Phú, các nơi chủ yếu lấy nguồn nước từ sông Chàm Cỏ Tây có khoảng 200 ha có khả năng thiếu nước. Để đảm bảo vụ lúa vụ hè thu năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An chỉ đạo các
các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động theo dõi, thông báo diễn biến tình hình chất lượng nước, lịch vận hành đóng mở cống để người dân chủ động. Theo đó, thành phố đẩy nhanh kế hoạch nạo vét cũng như kiến nghị tỉnh hỗ trợ 15 công trình thủy lợi dài hơn 20 km để chống hạn xâm nhập mặn năm 2017. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá gà trên địa bàn huyện Cần Giuộc liên tục giảm mạnh từ 50.000 đồng một ký xuống còn 40.000 đến 42.000 đồng một ký. Giá gà xuống thấp, thương lái lại không muốn mua. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều hộ nuôi gà sẽ lâm vào cảnh trắng tay. Thì mỗi một năm thì mình nuôi khoảng được chừng 30.000 con. Mà hiện nay cái giá gà thì nó có 42.000 một ký. Thì cái giá thế này á, chắc là người nông dân của mình là không có lời. Một năm thì tôi nuôi được khoảng 25.000 con, mà nuôi nay 2 năm thì một đợt đạt gà vô khoảng 3-4.000 rồi đó, 3-4 đợt. Thì 25.000 con thì theo cái giá giờ 42.000 thì không có lời. Nhờ nhà nước hỗ trợ cái đầu ra cho nông dân tôi nuôi đang có lãi ổn định. Chứ còn nếu mà giá 42.000 thì không có lãi. Thưa quý vị, nguyên nhân làm cho giá gà giảm là do cung vượt cầu. Tình hình dịch cúm gia cầm đang có những diễn biến phức tạp. Theo thống kê, huyện Cần Giuộc hiện có khoảng 900.000 con gà. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng ngày 9 tháng 3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự phiên bế mạc đại hội. Phát biểu với đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tán thành phương hướng nhiệm vụ đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí đánh giá cao việc đại hội đã quyết định đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý là một trong 7 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Đây là điểm mới so với nhiệm kỳ 11. Đại hội cũng đã thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung. Với sự tán thành cao, đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã quyết định số lượng Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 171 ủy viên. Tại đại hội đã bầu 161 ủy viên. Ban chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11, tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12. Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 12 thể hiện tính kế thừa và đổi mới mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn phẩm chất năng lực tâm quyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách mà đại hội đã tin tưởng giao phó. Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa. Thưa quý vị, trong khi hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang ra quân quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn lấn chiếm vỉa hè, thì nhiều người đã đặt câu hỏi, vậy tình trạng lấn chiếm này có từ bao giờ và thực tế thì vỉa hè của Hà Nội xưa kia đã được quản lý như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Hà Nội năm 1888, sau khi được Triều Nguyễn giao cho người Pháp và trở thành thành phố thuộc Pháp tại nước ngoài, đã được toàn quyền Đông Chương, khi đó là Paul Taumer, xây dựng lại. Giới trùng lõi là khu vực 36 phố phường ngày nay. Đây chính là thời điểm mà Hà Nội chính thức trụ bỏ hình ảnh là một đô thị phong kiến, trở thành đô thị kiểu phương Tây, có vỉa hè, hệ thống thoát nước và có các quy chế, nghị định về quản lý trật tự đô thị. Nếu xem lại lịch sử thì có thể nói đấy là một cuộc không phải là chỉnh trang nữa, mà là quy hoạch lại toàn bộ cái đô thị cổ Việt Nam. Và một trong đặc điểm hạ tầng của nó là có cái vỉa hè. Bởi vì tất cả những cái mô tả trong những cái sử sách ấy, hay là trong những cái du ký của người nước ngoài đến Hà Nội khi đó đều nói rằng là Hà Nội nó chỉ là một cái chợ lớn thôi. Và những cái phong cách sống của nông thôn nó vẫn còn rất là nặng. Một trong những quy định đầu tiên mà người Pháp đặt ra để quản lý vỉa hè ở Hà Nội là quy tắc lục lộ, được Thống sứ Bắc Kỳ đăng trên công báo phát hành ngày 21 tháng 9 năm 1891. Theo đó, người dân phải tuân thủ quy chế quản lý vỉa hè, nếu không sẽ bị xử lý hình sự theo luật của nước Pháp.
Ví dụ như là vệ hè 3 mét thì cái cấp mà bước vào cái ngôi nhà là 10 cm, 5 mét thì cái cấp đó là 15 cm, 7 mét rưỡi trở lên là cái cấp mà bước vào nhà đó là được 20 cm. Bên cạnh đó, quy chế lục lộ cũng đặt ra yêu cầu xây dựng quỹ bảo trì vỉa hè để có nguồn ngân sách cho việc cải tạo và sửa chữa vỉa hè. Vì vậy, để có được nguồn quỹ này, người Pháp đã đánh thuế vỉa hè đối với các hoạt động kinh doanh có liên quan đến vỉa hè. Kinh nhà mà quay ra vỉa hè đó là không phải xây dựng vỉa hè, không phải xây dựng, không phải mất tiền xây dựng, nhưng lại được sử dụng cái đoạn vỉa hè đó nhiều nhất, và vì vậy phải đánh thuế. Khu vực khách sạn Sofitel Metropolis trên phố Ngô Quyền, Hà Nội ngày nay là hình ảnh cà phê vỉa hè những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hoạt động theo quy chế lục lộ do người Pháp đề ra. Các quán cà phê chỉ được kê bàn ghế dưới khu vực mái hiên của mình, và dĩ nhiên sẽ phải đóng một khoản thuế không nhỏ vào quỹ bảo trì vỉa hè. Khu vực này là nơi duy nhất của thủ đô Hà Nội còn lưu giữ lại dáng dấp hình ảnh của vỉa hè thời Pháp. Khi đó thì người dân của thủ đô Hà Nội cũng có thể ngồi uống cà phê ở vỉa hè và ngắm phố phường như bây giờ. Nhưng chủ quán cà phê thì sẽ phải trả một mức phí thuê vỉa hè là hơn 40 xu một năm, tương đương với giá tiền mua 3 cân gạo rưỡi thời đó. Số tiền này thì sẽ được nộp vào quỹ bảo trì vỉa hè để sử dụng cho việc cải tạo và sửa chữa vỉa hè khi cần thiết. Sau năm 1954, các quy định cũ về quản lý đô thị Hà Nội do người Pháp đề ra bị bãi bỏ. Từ đây, vỉa hè từ tài sản công cho thành phố quản lý đã trở thành tài sản của nhân dân. Suốt thời bao cấp, vỉa hè trở thành nơi giặt giũ, đun nấu của các gia đình, và theo thời gian, khi dân số Hà Nội tăng cao và quá trình đô thị hóa trở nên mạnh mẽ, vỉa hè đã trở thành một bài toán nan giải như ngày nay.